Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tấn công bất thành bị phản đòn, ông chủ tịch nước có thể sẽ rụng sớm. Kỳ hội nghị trung ương lần thứ 5 diễn ra vào hồi đầu tháng 5 vừa qua được dự định thay đổi rất nhiều nhân sự. Trước đó có tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ về hưu sớm. Tuy nhiên kết quả thì không có thay đổi gì, ông Trọng vẫn yên vị tại vị trí cũ mặc dù ông đã khá già. Được biết, trước hội nghị trung ương 5, thế lực của ông thủ tướng và thế lực ông chủ tịch nước tiến hành ép ông tổng rời chiếc ghế quyền lực. Tuy nhiên, thay vì liên minh, hai thế lực này cũng ngầm đấu nhau nên chẳng làm gì được ông tổng. Kết quả là ông tổng vẫn ngồi ở chiếc ghế và sau đó là hàng loạt biến cố đã xảy ra. Đây là hình ảnh ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Người ta nói rằng nếu tấn công không thành thì sẽ bị phản đòn. Đây là kết quả tất yếu. Sau hội nghị trung ương lần thứ 5, ông tổng không tổn thương thì ắt ông sẽ làm mạnh. Và thật đúng là như vậy. Ông tổng cho xử lý vụ Việt Á thật mạnh tay. Ngay kỳ họp quốc hội chưa hề bế mạc, ông đã cho bắt vội Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh để hai ông này không kịp bàn bạc với các bên thống nhất lời khai chạy tội. Giờ đây Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh trong tù khai gì, nói gì đến bên ngoài không hề hay biết. Đó mới chính là vấn đề lớn. Người bên ngoài nếu bị sa lưới thì sẽ có những lời khai bất cập. Chính điều này sẽ làm cho ông tổng khui ra sai phạm lớn hơn rất nhiều. Cho đến nay, giới thạo tin vẫn cho rằng ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long không phải là trùm cuối, mà trùm cuối là ông Thủ và ông Chủ tịch. Trong đó, ông Thủ với vai trò điều hành, còn ông Chủ tịch thì có vẻ vô can nhưng lại dính rất sâu do để vợ ông can dự vào chuyện làm ăn thất đức này. Có ý kiến cho rằng ông chủ tịch lôi kéo ông Tô Lâm để hạ ông tổng vào hội nghị trung ương 3 là do có ý tấn công trước để khỏi bị tấn công sau này. Tuy nhiên, sự táo bạo này đã bất thành cho đến lúc này. Vụ Việt Á là cú ngày càng gây áp lực to lớn lên ông chủ tịch. Chiếc ghế chủ tịch vốn không có thực quyền mà Tô Lâm thì sau đó lại quay lưng trở về bên ông tổng. Xem như số phận sự nghiệp chính trị của ông chủ tịch lâm nguy hơn bao giờ hết. Ông nhọt của Việt Á cứ ăn lan sang nhà ông chủ tịch, đó là một mối nguy rất lớn. Đây là hình ảnh tại hội nghị trung ương lần thứ 5 là thất bại của ông Phúc, hội nghị trung ương 6 sẽ rất khó lường. Từ nay đến hội nghị trung ương lần thứ 6 chỉ còn khoảng hơn 3 tháng nữa. Trong thời gian này, ông tổng đang chuẩn bị giáo giết để đẩy ông chủ tịch rời khỏi chiếc ghế để thay bằng nhân vật khác. Hiện nay, ông tổng chưa có dự định nhân sự cho chiếc ghế chủ tịch vì chưa biết trong 3 tháng tới ông có củng cố được chứng cứ để buộc ông chủ tịch nước vì lý do sức khỏe phải nghỉ hay không. Giờ thì còn quá sớm để nói về việc sắp xếp nhân sự cho hội nghị trung ương lần thứ 6. Tuy nhiên, nói về biến động trước thềm hội nghị là cần thiết vì nói cho cùng, hội nghị cũng là chỉ là phiên chốt về những tháng đấu đá trước đó mà thôi. Các nhân sự như Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội thì xem như thay thế là đơn giản. Còn lại vị trí Chủ tịch nước mới là quan trọng. Tuy là ông Chủ tịch nước hữu danh vô thực thật, nhưng trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng cũng còn rất nhiều người ủng hộ. Việc bứng ông Chủ tịch nước không phải dễ dàng một chút nào. Đây là hình ảnh. Sau hội nghị trung ương lần thứ 5, ông Trọng đã làm mạnh tay thực sự. Việc cử ông Phan Đình Trạc sát cánh cùng ông chủ tịch, mục đích là để giám sát ông chủ tịch, nhưng cũng có là để đánh tiếng với phe ông chủ tịch rằng hãy tránh ông chủ tịch, với ông chủ tịch đã hết thời. Việc làm này như là kế rung cây dọa khỉ, không thể dọa hết mọi thuộc hạ, nhưng có thể dọa được những kẻ yếu bóng vía. Đó là cách cô lập ông chủ tịch nước khá hay của ông Tổng. Với tình cảnh như hiện nay, nhiều người thạo tin cho rằng hết nhiệm kỳ là chắc chắn ông chủ tịch sẽ về vườn. Nhưng nếu kế hoạch thuận lợi với ông tổng thì cũng có thể ông chủ tịch sẽ rời ghế ngay kỳ hội nghị trung ương sắp tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bảo vệ thế lực ngầm cực mạnh, Nguyễn Hòa Bình được ủng hộ xoán ngôi Đinh Tiến Dũng. Ông Nguyễn Hòa Bình đã để lại dấu ấn đáng hổ thẹn ở vụ án Hồ Duy Hải. Tại vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình với vai trò là cầm cân nảy mực, cán cân công lý của ông đã không ngần ngại bẻ cong để ép chết Hồ Duy Hải. Bất chấp đã có nhiều bằng chứng là công an Long An ngụy tạo, đấy là sai phạm rất lớn
đối với vai trò là chánh án của Tòa án Nhân dân tối cao tại Việt Nam. Với những quan chức khác, nếu gặp sai phạm như thế thì hẳn nhiên là sẽ bị kỷ luật bởi nó thuộc loại sai phạm nghiêm trọng. Nếu là ai khác thì ông Ủy viên Kiểm tra Trung ương vào cuộc để làm rõ trách nhiệm người đứng đầu ngành tư pháp và quẳng vào lò không thương tiếc như bao quan chức khác. Tuy nhiên, sau vụ án tai tiếng này, ông Nguyễn Hòa Bình lại được vào Bộ Chính trị. Đấy là điều rất khó hiểu với người dân cả nước. Đây là hình ảnh chánh án Nguyễn Hòa Bình. Vấn đề ở vụ án Hồ Duy Hải là hung thủ chính thức là ai vẫn là ẩn số. Đối tượng sát hại hai nhân viên bưu điện Cầu Voi là nhân vật được cho là thuộc dòng họ của gia tộc Lê Trương ở Tiền Giang nổi tiếng. Tuy nhiên, đấy là nghi vấn, còn cụ thể thì vẫn là trong vòng bí mật vì cả tòa án cấp cơ sở và cấp cao, cả công an cũng bảo vệ cho nhân vật này. Có điều dễ hiểu là ông Lê Thanh Hải là nhân vật đã về vườn 7 năm, nhưng ông Trọng 5 lần 7 lượt cho người vào Nam tóm ông này mà không được. Sai phạm của ông này gây ra rất khiếp, nhưng ông Trọng vẫn không làm gì được ông ta. Đây là điều rất khó lý giải. Người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng tóm Đinh La Thăng như lấy kẹo trong túi, dù ông Thăng vẫn đang tại chức. Nhưng tóm một ông quan chức về hưu như Lê Thanh Hải thì nằm ngoài khả năng của ông Trọng. Theo một số thông tin ngoài luồng thì cho biết ông trùm an ninh tình báo của Trung Quốc một thời là Chu Vĩnh Khang, thời còn làm Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, có quan hệ với ông Lê Thanh Hải. Khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó khi ông Khang vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Hải lên làm Bí thư Tỉnh ủy thì quan hệ ngày càng khăng khít. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải. Ông Chu Vĩnh Khang những lần thăm Việt Nam thì hay vào Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gặp ông Lê Thanh Hải. Quan hệ công vụ gì Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách an ninh tình báo của Trung Quốc với một lãnh đạo địa phương của Việt Nam là hết sức bất bình thường. Có ý kiến cho rằng ông Hải không chỉ quan hệ với Chu Vĩnh Khang với vai trò cá nhân mà là với vai trò tổ chức. Ông Chu Vĩnh Khang đã bị Tập Cảnh Bình loại trừ khi ông Hải vẫn đang quan hệ với thế lực kế thừa. Và đây được xem là lý do ông Tổng Trọng vẫn chưa thể chạm vào ông Lê Thanh Hải, dù cho ông Lê Thanh Hải đã không còn quyền lực nổi ở hệ thống chính trị tại Việt Nam. Không biết những tin tức như thế có độ chính xác bao nhiêu phần trăm, vì nó loại thuộc loại tin mật, tin tức ngoài luồng. Nếu thật thì cũng không ai công khai nên khó xác định độ chính xác của nó. Hiện nay, thông tin này lý giải hiện tượng bất lực của ông Trọng với Lê Thanh Hải là cách lý giải khá hợp lý, cho nên cũng không loại trừ đây là sự thật. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Phần ông Nguyễn Hòa Bình thì rõ ràng được cho là công khai bẻ cong cán cân công lý để bảo vệ gia tộc lớn nhất của Tiền Giang và có thể nói nhất nhì miền Nam, chỉ sau gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Và hiện nay cũng có nguồn thông tin cho biết ông Nguyễn Hòa Bình đang được hai thế lực ủng hộ, đó là gia tộc Lê Trương và cả ông thế lực đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Hòa Bình được thế lực phương Bắc đánh giá là dễ sai bảo vì qua cách ông bẻ cong công lý để phục vụ thế lực ngầm được những thế lực ấy đánh giá rất cao. Và họ đang ủng hộ Nguyễn Hòa Bình xoán ngồi Đinh Tiến Dũng. Cũng có tin cho rằng ông Tổng và gia tộc Lê Trương tuy không có ưa nhau nhưng họ đều có chỗ dựa phương Bắc. Có điều Lê Trương dựa vào thế lực đã thất thế, còn ông Tổng Trọng dựa vào thế lực đang mạnh. Tuy mỗi người dựa vào một nhóm, nhưng tất cả đều rất vững ở Việt Nam. Nguyễn Hòa Bình đã được hưởng lợi nhiều từ hai thế lực ấy.